Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới hậu chiến tranh, đã qua đời vào ngày 8 tháng 7 vừa qua trong một vụ ám sát bằng súng. Sự ra đi của ông đã để lại nỗi đau xót với người dân Nhật Bản, dư luận thế giới bàng hoàng phẫn nộ trước vụ ám sát nhằm vào vị chính khách nổi tiếng của đất nước mặt trời mọc. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh không thể phai mờ về một chính khách người Nhật Bản qua lăng kính của khách mời của chúng tôi. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Nhật Bản, nguyên Tổng thư ký Tổ chức Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nhật đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng. Xin chào MC Tiến Anh. Xin chào các quý vị khán giả. Vâng, thưa quý vị, chúng ta ngày hôm nay nói về một câu chuyện ngày 8 tháng 7 có lẽ đã đi vào lịch sử của đất nước Nhật Bản cũng như là trên toàn thế giới. Cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã qua đời vì ám sát, và sự bàng hoàng này thì có lẽ là không chỉ với người Nhật mà còn là với dư luận toàn thế giới. Với Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, là một người đã nhiều lần tiếp xúc trực tiếp với cựu Thủ tướng Abe, thì ông có cảm nhận như thế nào với sự kiện lần này ạ? Vâng, buổi trưa ngày 8 tháng 7 thì tôi nghe đài được biết tin là cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị bắn hai lần bằng súng và bất tỉnh. Các cái lực lượng an ninh cũng như là các y bác sĩ cũng đã đưa về bệnh viện của tỉnh Nara cứu chữa. Thì tôi cảm thấy rất là bàng hoàng, lo lắng và cũng có sự ngạc nhiên vì ở một cái đất nước rất là thanh bình, hầu như rất ít những hiện tượng mà ám sát bằng súng. Thế và đối với một cựu thủ tướng nhưng lại bản thân lại ông lại đứng đầu một cái nhóm đảng phái lớn của cái đảng cầm quyền LDP. Thế và như vậy thì nó xảy ra một cái, khi xem chi tiết thì cũng thấy là cái sự cũng có một cái điều gì tôi hơi ngạc nhiên. Là cái, nhưng mà rồi cuối cùng thì tôi bên cạnh cái lo lắng thì tôi cũng có một cái niềm tin vào cái lực lượng y học của trình độ y học của Nhật Bản và có cái sự hy vọng là ông có thể được qua khỏi những cái cơn hiểm nghèo và có thể sẽ được hồi phục. Đấy là cái niềm tin và cái hy vọng của tôi. Nhưng mà đến chiều thì sau khi tôi cũng theo dõi rất là kỹ chương trình của NHK là kênh truyền hình của nhà nước Nhật Bản, rồi chương trình CNN của Mỹ, các chương trình quốc tế, rồi thời sự của Việt Nam, thì cuối cùng biết tin là ngài đã không qua khỏi và đã qua đời vào buổi chiều ngày hôm đó. Thì đây là một cái mất mát rất là to lớn đối với lại người dân Nhật Bản, đối với nền chính trị của Nhật Bản và đối với các đồng minh và đối tác của Nhật Bản trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thì chúng ta cũng vô cùng thương tiếc một nhân vật đã có những cái đóng góp hết sức to lớn, và nhất là đối với quan hệ Việt Nam-Nhật Bản thì suốt trong vòng nhiều chục năm làm chính trị thì ông đã gắn bó và yêu quý Việt Nam và có những đóng góp rất to lớn trong cái việc xây dựng cái mối quan hệ chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á và thế giới. Vâng, và trong thời gian trước đây thì đã có 4 lần ông Shinzo Abe đến thăm Việt Nam, đúng không? Vâng. Và cũng để lại rất nhiều những tình cảm cho người dân Việt Nam. Đặc biệt là trong những ngày qua thì Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội cũng đã mở sổ tang để tưởng niệm ông Abe, và thông tin này của Đại sứ quán Nhật mang một ý nghĩa to lớn với những người dân Việt Nam yêu mến cựu Thủ tướng Shinzo Abe, và rất nhiều người cũng đã xếp hàng trước Đại sứ quán Nhật Bản để đặt hoa tưởng niệm, để cầu nguyện cho ông. Sau đây sẽ là những ghi nhận của phóng viên VTC về hoạt động này. Những gương mặt đượm buồn cùng với giọt nước mắt thường trực là những hình ảnh có thể mô tả rõ cảm xúc của người dân đang xếp hàng dài trước cổng Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội. Họ đến từ khắp nơi trên mọi miền cả nước, nhưng cùng đứng tại nơi này với mong muốn duy nhất để tưởng niệm và tri ân đến cựu Thủ tướng Nhật Bản, ông Abe Shinzo. Chị Lê Thị Hải Yến, hướng dẫn viên tiếng Nhật tại Hà Nội, cầm trên tay bó hoa sen, nói trong nước mắt rằng đến để tiễn đưa một người con ưu tú của đất nước Nhật Bản. Chị cũng rất là có tình cảm với bác Abe cũng như là nước Nhật. Đã có một thời gian dài chị làm việc tại Nhật Bản và vô cùng biết ơn chính phủ Nhật Bản cũng như là trong thời kỳ của bác Abe là thủ tướng đã có rất nhiều những ưu đãi dành cho người Việt Nam sống và làm việc tại Nhật.
cũng như là bác đã dành rất là nhiều tình cảm và những ưu đãi đặc biệt đối với nước Việt Nam trong nhiệm kỳ bác đang làm thủ tướng. Gia đình chị ai cũng rất là yêu quý bác, vì bác có một bộ mặt rất là hiền lành và những hành động của bác cũng rất là thân thiện đối với tất cả mọi người. Hôm nay thì vợ chồng chị cũng bút chút thời gian cùng với cả một em đồng nghiệp là em Huyền đến để viếng bác và tiễn đưa một người con ưu tú xuất sắc của nước Nhật Bản. Vợ chị cảm thấy rất là bất ngờ vì từ trước đến nay Nhật Bản là một đất nước khá là yên bình. Quãng thời gian chị làm việc ở bên Nhật là quãng thời gian mà không có những cái chuyện như này xảy ra. Thực sự là cảm thấy rất là sốc và thực sự là cảm thấy đáng tiếc với một người xuất sắc như bác đã phải ra đi quá sớm như vậy. Mình cảm thấy rất là đáng tiếc. Lặn lội từ Nam Định, ông Bùi Văn Khang có mặt từ rất sớm với mong muốn cảm ơn cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe về tình cảm hiếm có mà ông đã dành cho đất nước Việt Nam. Và chúng tôi rất là ngưỡng mộ cái bình an của Nhật Bản, nhưng mà cái sự việc xảy ra hôm nay tức là rất đáng tiếc cho người Nhật Bản mà cho cả thế giới. Cho nên với một tấm lòng, chính Thủ tướng cũng đã giúp nhân dân Việt Nam trong cái việc dịch Covid vừa rồi. Chúng tôi rất là ngưỡng mộ. Thành thử ra anh em chúng tôi được triệu tập đến để với cái tấm lòng của những người yêu nước Việt Nam đến cùng với những cái nguyên thủ quốc gia trên thế giới mà người ta có trách nhiệm với dân tộc của đồng bào, có trách nhiệm với tất cả những cái người Việt Nam. Vâng, thưa tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, ông có những cảm nhận thế nào về hoạt động này của Đại sứ quán Nhật ạ? Mở sổ tang tưởng niệm ông Abe tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Hà Nội. Vâng, sáng nay thì tôi cũng cùng với lại một số anh chị em trong cái tổ chức câu lạc bộ cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Thì tổ chức này của chúng tôi là hình thành từ năm 2001, tức là 21 năm về trước. Thì tôi cũng là chủ tịch đầu tiên của cái câu lạc bộ cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Thì hôm nay thì có đông đủ các thế hệ đại diện cho các cái thế hệ cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã đến đặt hoa tưởng niệm và ghi sổ tang. Chúng tôi đến với một cái sự xúc động và nỗi đau buồn sâu sắc ở trong lòng, và chúng tôi cũng ghi nhận trong sổ tang những cái tình cảm biết ơn, vì đặc biệt là ông Shinzo Abe, cố thủ tướng ấy, là rất yêu quý và khích lệ những người đã từng học ở Nhật Bản, người Việt Nam cũng như là các học sinh quốc tế tại Nhật Bản. Thế và ông đã gặp được nhiều lần gặp đại diện của cựu lưu học sinh của các nước Đông Nam Á rồi các nước châu Á, và ông cũng luôn luôn chỉ đạo Bộ Ngoại giao cũng như là các cơ quan hữu quan của Nhật là tạo điều kiện thuận lợi để phát huy cái vai trò cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa Nhật Bản với các quốc gia, trong đó có Việt Nam, thông qua các cái hoạt động của cựu sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản. Vâng, không chỉ có những nỗ lực trong quan hệ ngoại giao với các nước và trong đó có Việt Nam, mà nhắc đến cựu thủ tướng Shinzo Abe thì chúng ta sẽ nhắc đến một vị thủ tướng đã nỗ lực hồi sinh nền kinh tế Nhật Bản. Ông Abe cũng được coi là người đã nâng tầm vị thế của Nhật Bản trên bản đồ ngoại giao hiện đại, và vai trò nổi bật của ông Abe cũng đã giúp cho ông trở thành chính khách có tầm ảnh hưởng sâu rộng trên trường quốc tế trong một thập kỷ qua. Và ngay khi mà ông Abe qua đời, lãnh đạo của nhiều nước cũng đã lên tiếng chia buồn, thậm chí có nước đã để quốc tang cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam tối ngày 8 tháng 7, được tin cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ trần chiều ngày 8 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Trong điện, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới chính phủ, nhân dân Nhật Bản và gia quyến ông Abe, bày tỏ trân trọng tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu mà ông Abe dành cho đất nước và con người Việt Nam, cũng như quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh treo cờ rủ tại Nhà Trắng, các tòa nhà liên bang, các khu vực công cộng và các cơ sở quân sự cho tới hết ngày 10 tháng 7 để tưởng nhớ cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.
Trong khi đó, phẫn nộ và đau buồn trước vụ ám sát cựu thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, Tổng thống Brazil đã ra lệnh quốc tang 3 ngày ở Brazil. Ấn Độ cũng sẽ cử hành quốc tang ngày 9 tháng 7 cho ông Abe. Thủ tướng Ấn Độ gọi ông Abe là một chính khách toàn cầu, người đã đóng góp to lớn vào việc nâng tầm quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Ấn Độ. Và thưa quý vị, ngay trong ngày 8 tháng 7, ngày xảy ra vụ ám sát, thì rất nhiều những lãnh đạo của các nước, có Tổng thống Mỹ, Tổng thống Nga, Thủ tướng Ấn Độ và nhiều nhà lãnh đạo khác đã gửi điện chia buồn với gia đình của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Và thưa tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải, vì sao mà rất nhiều nhà lãnh đạo cũng như là đại diện của các quốc gia trên thế giới lại bày tỏ sự tiếc thương như vậy khi ông Abe qua đời, thậm chí là đã có những nước để quốc tang cựu Thủ tướng Nhật Bản? Vâng, thì theo tôi được biết ấy, thì uy tín của một nhà lãnh đạo nó cũng gắn liền với uy tín của quốc gia. Thế và là cái Nhật Bản thì là một quốc gia có vai trò lớn trong chính trị, an ninh và kinh tế toàn cầu. Tôi nói là Nhật Bản là một trong những thành viên của nhóm G7, là những nước phát triển nhất, công nghiệp phát triển nhất trên thế giới. Thế rồi là Nhật Bản tham gia vào rất nhiều cái chương trình xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu, rồi các cái chương trình hỗ trợ các nước chậm phát triển. Thế với cái sự vai trò như vậy thì một vị lãnh đạo như trường hợp của ông Shinzo Abe lại càng ấn tượng hơn khi ông đứng trên cái cương vị Thủ tướng Nhật Bản khoảng 10 năm và trong cái thời kỳ khó khăn và cạnh tranh quốc tế rất là quyết liệt. Vì ông đã đưa ra cái chính sách kinh tế Abenomics và đã giữ được cái nền kinh tế của Nhật Bản dừng cái suy thoái và có những bước tăng trưởng. Thế về mặt chính trị quốc tế cũng như là vấn đề an ninh hay là vấn đề văn hóa, khoa học, kỹ thuật thì Nhật Bản đóng vai trò rất là lớn với cái vị thế là của một quốc gia có thu nhập GDP trong nhiều chục năm đứng vị trí thứ hai sau Mỹ và hiện nay đứng thứ ba sau Mỹ và Trung Quốc. Thế cho nên là cái vai trò của ông ấy đi lên cùng với vai trò của đất nước Nhật Bản. Thế và cái dấu ấn cá nhân của ông ấy trong cái lĩnh vực kinh tế, rồi trong cái lĩnh vực mà bảo vệ cái vị thế của Nhật Bản cũng như bảo vệ hòa bình thế giới. Tôi xin trích đọc cái ý của ông ấy nói trong cái về nền kinh tế của Nhật Bản, là một con người rất là điềm đạm với phong cách Nhật Bản, rất là hiền hòa, thiện cảm. Nhưng mà với cái quyết tâm như này, ông có nói này là tương lai tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản phụ thuộc vào việc chúng ta có đủ ý chí và lòng dũng cảm hay không để ra khơi một cách không do dự trên những vùng biển phong ba của cuộc cạnh tranh toàn cầu. Hay là khi nói về làm chính trị thì ông nói là tôi là một người yêu nước vì tôi luôn là một chính trị gia. Tôi thường bị chỉ trích do luôn cố gắng thực hiện những gì mà tôi cho là đúng. Tuy nhiên, nếu bạn bận tâm đến những chỉ trích đó, tôi nghĩ rằng bạn không thể nào bảo vệ được cuộc sống của nhân dân. Đấy là một con người rất có trách nhiệm với đất nước mình và cũng như là xuất hiện trên thế giới với một cái hình ảnh rất đáng trân trọng. Và người ta gọi ông là một trong nhà lãnh đạo ấn tượng, lãnh đạo tài ba của thế giới trong những thập kỷ vừa qua. Vâng, được biết là tiến sĩ cũng đã có những kỷ niệm với ông Abe sau những lần tiếp xúc trực tiếp. Thì trong chương trình ngày hôm nay, tiến sĩ có thể chia sẻ những cảm nhận cá nhân của mình được không ạ? Vâng, thì trước sự ra đi của ông thì tôi hồi tưởng lại những lần gặp gỡ ông. Thì thực ra tôi cách đây 34 năm, năm 1988, thì khi quan hệ Việt Nam-Nhật Bản bắt đầu hé mở, thì tôi được sang Nhật Bản làm nghiên cứu sinh. Thế và sau khi về nước, sau 6 năm nghiên cứu ở Nhật thì tôi cũng bảo vệ luận án tiến sĩ thành công và tôi về làm việc ở cơ quan quốc hội trong thời gian dài. Và thực tế là tôi cũng tham gia quốc hội 3 khóa và cả 3 khóa đó thì tôi đều là thành viên của nhóm tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Và có nhiệm kỳ thì tôi làm cái vị trí là tổng thư ký của tổ chức. Thế và tôi cũng hàng năm thì tôi thăm Nhật Bản ở cái tư cách là một đại biểu quốc hội hay là một lãnh đạo cấp thứ trưởng hay là đi tham dự những cái cuộc thăm viếng chính thức cấp cao của lãnh đạo đảng và nhà nước.
tôi đã tham gia hai lần cùng với Chủ tịch nước, đấy là năm 2007 Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, rồi 2014 thăm Nhật Bản với cùng tháp tùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tôi cũng tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An những năm 2004 và cũng tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc năm 2017. Thì trong các cái cuộc đó cũng được gặp và hoặc là được sự chiêu đãi có với sự có mặt của Thủ tướng Shinzo Abe. Nhưng tôi đặc biệt nhớ lại là năm 2004 là cách đây 18 năm. Thì lúc đấy là ngài Shinzo Abe, là vị trí của ông là không phải là thủ tướng mà là nhân vật số 2, tức là tổng thư ký của Đảng Dân chủ Tự do, Đảng cầm quyền, là một ứng cử viên sáng giá để làm thủ tướng trong tương lai. Và thực tế thì là 2 năm sau, 2006 thì ông đã trở thành thủ tướng của Nhật Bản. Nhưng năm 2004 thì tôi tháp tùng đồng chí Trần Đình Hoan, lúc ấy là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và là Chủ tịch Tổ chức Hữu nghị Việt Nam Nhật Bản. Thì trong cái cuộc tiếp cận ấy thì tôi có nói chuyện với ông Shinzo Abe, và phóng viên cũng tình cờ có ghi lại một cái bức ảnh tôi tham dự cái cuộc nói chuyện. Và lúc ấy thì tôi nói chuyện với ông bằng tiếng Nhật, và ông có biết là tôi nghiên cứu sinh ở Nhật cho nên ông rất là quý. Ông có hỏi thăm là tôi học chuyên môn gì, thế rồi là học ở đâu, thế và học sinh Việt Nam cũng như học sinh quốc tế có cảm thấy vui vẻ, có hạnh phúc không khi mà nghiên cứu sinh ở Nhật Bản. Thì tôi cũng nói với ông là tất cả mọi điều rất tốt đẹp, và sau khi về nước thì tôi cũng hoạt động trên lĩnh vực thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Nhật Bản. Thì câu chuyện ngắn ngủi thôi nhưng mà để lại cho tôi ấn tượng thật là không thể phai mờ. Thì đấy là những cái, thì sau này tôi cũng gặp, vinh dự được gặp và hoặc dự chiêu đãi, kể cả khi Thủ tướng Shinzo Abe thăm Việt Nam năm 2012, dự chiêu đãi cấp nhà nước nhân chuyến thăm của ông sau khi ông quay lại làm Thủ tướng lần thứ hai của Nhật Bản. Vâng, chỉ qua một tấm ảnh thôi và những câu chuyện kể thì chúng ta cũng có thể thấy là tình cảm ấm áp và nồng hậu mà ông Abe đã tạo ra đối với người dân Việt Nam. Và ngay cả tại Nhật Bản, ông Abe được xem là nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng bậc nhất của xứ sở mặt trời mọc, với thời gian làm thủ tướng lâu nhất cùng với nhiều đóng góp trong việc phát triển kinh tế cũng như là nâng tầm mối quan hệ ngoại giao, ảnh hưởng của Nhật Bản trên trường quốc tế. Vì vậy khi mà những cái tin tức đầu tiên về việc ông Abe bị ám sát đã thực sự gây chấn động với đất nước có tỷ lệ kiểm soát súng đạn hàng đầu thế giới này, và bàng hoàng, phẫn nộ, bất an, thương cảm, đó là những cảm xúc lẫn lộn của những người dân Nhật Bản ngay lúc này cho đến tận ngày hôm nay. Tôi thật sự không thể tin nổi điều này đã xảy ra ở một đất nước trị an tốt như ở Nhật, thật sự quá khủng khiếp. Tôi cảm thấy thật đáng tiếc và vô cùng kinh ngạc. Việc xảy ra cho thấy chính trị ở Nhật cũng như những chính trị gia có nhiều ẩn khúc. Tôi hy vọng cảnh sát có thể điều tra rõ hơn về sự kiện này. Việc ra đi của ông Abe là một tổn thất rất lớn đối với người dân Nhật Bản nói chung và người dân thế giới nói riêng. Hiện tại, Nhật Bản đang trong quá trình bầu cử hữu viện. Sự việc xảy ra ngày hôm nay có thể sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn mang tính toàn cầu. Có thể thấy thì cái sự ra đi của cựu Thủ tướng Abe ngày hôm nay là một cái sự mất mát vô cùng lớn, không chỉ riêng đối với người dân Nhật Bản mà còn cả đối với những người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây. Thì mình đến Nhật năm 2015 vào thời kỳ cựu Thủ tướng Abe còn đang đương nhiệm. Thì từ đó đến nay thì ông có rất là nhiều những cái chính sách ưu ái, đặc biệt là dành cho du học sinh nước ngoài, cũng như là có cái công lao rất là lớn trong việc thúc đẩy cũng như phát triển cái mối quan hệ của hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Thì sau khi nghe tin mà Thủ tướng Abe bị ám sát ngày hôm nay ấy, thì bản thân mình vô cùng thấy rất là sốc. Và không chỉ riêng mình thì là trên tất cả các kênh TikTok cũng như là Facebook thì hình ảnh
cựu thủ tướng Abe được đông đảo người Việt Nam cũng như người của các nước khác chia sẻ rất là mạnh. Thì điều đó chứng tỏ thì là cái sức ảnh hưởng của ông không chỉ ở trong nước mà còn cả đối với những nước khác trên toàn thế giới. Vâng, thưa tiến sĩ, có thể thấy là sự việc lần này, sự qua đời của cựu thủ tướng Nhật Bản cũng đã để lại cho không chỉ là người dân Nhật Bản mà cũng là những người Việt Nam sống ở Nhật Bản nhiều sự lo lắng về tình hình chính trị xã hội ở Nhật Bản, đúng không ạ? Vâng, thì tôi thấy rằng là quan hệ Việt Nam-Nhật Bản hiện nay đã phát triển ở cái tầm, cái thời đại, thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử vừa qua, hiện nay. Thế và số người Việt Nam ở Nhật Bản cũng lên tới vài trăm người. Khi mà tôi sang Nhật Bản cách đây 35 năm ấy, thì lúc ấy chỉ có 4-5 người cựu, tức là đi làm nghiên cứu sinh ở Nhật ấy. Nhưng mà hiện nay chúng ta có tới 80.000, 90.000 học sinh, thật kể cả học sinh phổ thông đến học sinh đại học, sau đại học và sau tiến sĩ. Thế thì cái số người dân Việt Nam sống ở Nhật Bản cũng đông lên. Thế và tạo thành một cái cộng đồng tôi cho rằng là sống rất là tích cực và có những cái đóng góp cho phát triển của Nhật Bản cũng như tăng cường quan hệ hai nước. Cho nên cái việc sự cố vừa qua xảy ra không thể không gây ra cái sự lo lắng cho những người Việt Nam sinh sống ở trên đất nước Nhật Bản. Nhưng tôi nghĩ rằng cái vấn đề cũng sẽ sớm được khắc phục và cuộc sống sẽ trở lại bình thường và sẽ phát triển. Vâng, lúc này thì tôi nhận thấy là trên bàn của tiến sĩ là có cuốn Kyojinka. Đây là cuốn sách mà được chính ông biên dịch và được cựu thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo viết lời tựa. Và cũng chính cuốn sách này bản tiếng Việt thì đã được Thủ tướng Việt Nam khi đó là ông Nguyễn Xuân Phúc tặng cho ông Abe trong chuyến thăm Nhật Bản tháng 6 năm 2017. Thì chắc hẳn là trong hành trình mà đồng hành cùng với cuốn Kyojinka này thì tiến sĩ cũng đã có rất là nhiều những kỷ niệm. Vâng. Thì xin thưa với lại MC và các vị khán giả là cuốn này tên nó là Kyojinka, tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với thảm họa ở Nhật Bản, châu Á và thế giới. Bản thân cái chữ Kyojinka nếu mà theo thì chữ Hán hay là chữ ta gọi là Hán tự ấy, thì nó gồm có ba từ. Một là Kyo là cường, là khỏe mạnh. Jin tức là sự dẻo dai, ka là hóa, tức là làm cho đất nước Nhật Bản vừa mạnh mẽ nhưng lại vừa dẻo dai để ứng phó với những cái thảm họa, có thể là thảm họa thiên nhiên và có thể những thảm họa do con người gây ra để bảo vệ cuộc sống. Và trong cái cuốn sách này ấy, thì cũng vinh dự là nó ra đời sau khi cái sự kiện động đất sóng thần năm 2011. Thế và sau khi xuất bản ấy thì bằng tiếng Nhật và tiếng Anh thì các nghị sĩ hữu nghị của Nhật có sang Việt Nam và có bảo là hỏi tôi là ông có thể dịch cái này sang tiếng Việt được không. Thì lúc ấy tôi rất vui vì tôi cũng có nhiều đồng nghiệp mà viết tiếng Nhật và cả tiếng Anh mà. Thế tôi nhận lời ngay. Thế và sau đó thì là họ cho chúng tôi hẳn một cái bản quyền để được phép dịch và phổ biến cái cuốn sách này tại Việt Nam. Thế và đến năm 2016 thì chúng tôi dịch xong và xuất bản. Thì cái câu chuyện này là tôi cũng đã báo cáo với lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đó, vì tôi cũng là đại biểu Quốc hội khóa 14 của thành phố Hải Phòng cùng với Thủ tướng. Cho nên là báo cáo Thủ tướng rất là khích lệ. Và Thủ tướng có viết cái lời giới thiệu của cái bản dịch tiếng Việt. Thế còn bản gốc tiếng Nhật thì có lời giới thiệu của cố Thủ tướng, lúc ấy là Thủ tướng Shinzo Abe. Thế và trong cái cuộc thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc năm 2017 tháng 6, thì tôi cũng được tháp tùng Thủ tướng cái chuyến thăm đó, thì Thủ tướng đã tặng cái cuốn sách này cho Thủ tướng Shinzo Abe và ông rất vui vẻ nhận và cũng rất là ngạc nhiên và cũng vui lòng khi thấy là cuốn sách mà do ông viết lời tựa và do những cái nhà khoa học, những nhà chính trị, những cái nhà hoạch định chính sách của Nhật Bản dày công xây dựng nên cuốn sách đó đã được phổ biến thêm trên một thứ tiếng mới, đó là tiếng Việt. Thế mà tôi cũng rất ấn tượng khi mà trong cái cuốn sách này ấy, thì lời giới thiệu của Thủ tướng Shinzo Abe có ghi là chấn hưng Nhật Bản, trong đó có ghi là kế hoạch khôi phục đất nước theo hướng là xây dựng Nhật Bản vừa mạnh mẽ vừa dẻo dai, không phải đơn thuần chỉ dừng lại ở việc trang bị hoàn thiện môi trường vật chất mà còn là kế hoạch phát huy truyền thống và văn hóa tốt đẹp của Nhật Bản để xây dựng một xã hội Nhật Bản vừa cứng rắn vừa dẻo dai ngay cả trong ý thức của con người.
Chúng tôi đang hoạt động với phương châm phát huy trí tuệ của tất cả mọi người để xây dựng một xã hội ổn định và an toàn. Thì đây là một cái kỷ niệm cũng rất là và cũng là một cái đóng góp nhỏ nhỏ của tôi trong cái việc là phổ biến những cái kinh nghiệm và cái quan điểm. Và cái này rất phù hợp với Việt Nam chúng ta, vì Việt Nam chúng ta là đang là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và rất nhiều cái tai họa. Thế cho nên là cái vấn đề là chuẩn bị cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng là một vấn đề, nhưng mà đào tạo cho người dân cái ý thức sẵn sàng và cái kỹ năng sống hài hòa với thiên nhiên và thích ứng một cách, đối phó một cách kịp thời với những cái tai biến và những cái thảm họa nếu nó có thể xảy ra. Cái này vừa là bảo vệ cho sinh mạng và cho tài sản của cá nhân, của cộng đồng, nhưng mà cũng là phần giữ vững cái vị thế và sức mạnh của quốc gia. Cho nên cái cuốn sách này hiện nay đã tái bản lần thứ 3 và cũng được vào loại là bán được trên thị trường sách của Việt Nam. Bán chạy là ở ra các hiệu sách là có thể dễ dàng tìm mua, đúng không? Vâng, có thể tìm được. Và cuốn sách này in với một cái với sự cẩn thận và sự hỗ trợ của các cái đơn vị xuất bản cũng như là các cái nhà ngôn ngữ học văn hóa đã được rà soát về mặt văn chương cũng như là nội dung rất là chặt chẽ. Vâng, một cuốn sách nhỏ thôi nhưng mà cũng có thể cho chúng ta thấy cái tình cảm của người dân cũng như là chính phủ Việt Nam và Nhật Bản dành cho nhau, không chỉ là chia sẻ về văn hóa, về tinh thần mà còn cùng nhau hợp tác trong những vấn đề chung như là vấn đề chống biến đổi khí hậu nữa. Và vào năm 2014 thì tiến sĩ cũng đã được nhà nước Nhật Bản trao tặng huân chương mặt trời mọc. Ở trên huân chương thì có in 3 dấu đỏ và có dấu của Thủ tướng Shinzo Abe lúc đó. Thì chắc hẳn là bên cạnh cuốn sách Kyojinka này thì huân chương mặt trời mọc cũng là một điều rất ý nghĩa trong cuộc đời của ông, đúng không ạ? Vâng, thì thực ra mà nói là đây là một cái huân chương cao quý để tặng cho cả người Nhật lẫn là người nước ngoài có những cái đóng góp. Thì tôi cũng là một trong những số không nhiều những chính trị gia, các nhà khoa học được tặng huân chương mặt trời mọc. Ở ta thì những người như là cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, rồi là cố Thủ tướng Phan Văn Khải, rồi là Phó Thủ tướng Vũ Khoan và một số vị khác thì cũng được tặng huân chương mặt trời mọc. Thế và đặc biệt là trong cái huân chương đó thì trên cái bảng huân chương ấy thì có 3 cái dấu quan trọng nhất, là dấu của nhà vua, thứ hai là dấu của Thủ tướng và cái thứ ba là dấu của Chánh Văn phòng Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ nội các đấy. Thì cũng đúng vào thời điểm năm 2014 thì Thủ tướng Nhật Bản lúc đó là ngài Shinzo Abe, và trong cái bảng huân chương thì tôi vẫn còn giữ được một trong cái dấu đỏ, đấy là dấu của ngài Thủ tướng Shinzo Abe. Và đây là một tưởng cao quý, vì tôi cũng trên cái tinh thần là sẽ tiếp tục đóng góp cho cái tình hữu nghị và sự hợp tác, trên cái tinh thần là xây dựng đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á và thế giới. Vâng, thưa quý vị, kể từ khi quay lại vị trí Thủ tướng vào năm 2012 và từ chức vào năm 2020 thì ông Shinzo Abe đã có 4 lần thăm chính thức Việt Nam, và đây cũng là đất nước mà ông dành một tình cảm hết sức đặc biệt. Chính vì vậy mà thông tin ông qua đời đã khiến nhiều người Việt Nam nói chung và những người Việt tại Nhật nói riêng bàng hoàng và thương tiếc. Ông Abe nhận ra tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam ngay trong nhiệm kỳ ngắn ngủi đầu tiên làm Thủ tướng vào năm 2006, thể hiện qua việc hai bên nhất trí đưa ra tuyên bố chung hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đến năm 2014, một năm sau khi ông Abe tái đắc cử Thủ tướng, hai nước bên đã thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược sâu rộng khi Chủ tịch nước Trần Tấn Sang thăm Nhật. Dưới thời Thủ tướng Abe, Nhật Bản trở thành một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam. Và có thể nói, dấu ấn đậm nét của Nhật Bản xuất hiện trong gần như mọi mặt trong mối quan hệ hợp tác với Việt Nam. Với những con số ấn tượng, Nhật Bản là nước tài trợ vốn hợp tác phát triển chính thức ODA lớn nhất của Việt Nam, là nhà đầu tư có tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI nhiều thứ hai tại Việt Nam, là đối tác du lịch thứ ba của Việt Nam và là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Trên trường quốc tế, Việt Nam vinh dự tham gia vào các cơ chế quan trọng G20, G7 ở Nhật cũng có bàn tay sắp đặt của Thủ tướng Abe. Lấy ví dụ, năm 2016, Thủ tướng Abe mời Việt Nam tham dự hội nghị G7 mở rộng ở Nagoya.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 42 năm của G7, Việt Nam được mời tham dự G7 mở rộng. Theo chia sẻ của Thủ tướng Abe, đó là sự công nhận với vị thế nâng cao của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Ngoài 4 lần thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Abe đã từng tiếp đón nhiều lãnh đạo cấp cao của Việt Nam sang thăm Nhật, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015. Riêng với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Abe trở thành đối tác và là người bạn. Bên lề hội nghị APEC ở Việt Nam 2017, hai nhà lãnh đạo cùng nhau đi bộ ở phố cổ Hội An, quê hương của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cùng khai trương không gian văn hóa Việt Nam-Nhật Bản. Có lẽ vì vậy mà trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 4 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Abe Shinzo đã chia sẻ một câu đáng chú ý: Nhật Bản và Việt Nam khi hoạn nạn mới biết ai là bạn tốt. Trước đó, năm 2013, khi Thủ tướng Abe sang thăm Việt Nam, ông đã có một câu nói rất nổi tiếng: Hôm nay tôi được đến thăm Hà Nội, còn gọi là Thăng Long, tin rằng Việt Nam sẽ phát triển như dòng bay. Đó chính là tình cảm, mong ước chỉ có những người bạn thân thiết dành cho nhau. Và với Việt Nam, Thủ tướng Abe chính là người bạn thân thiết. Vâng, vào cuối năm, vào năm 2012, khi mà ông tái đắc cử Thủ tướng Nhật thì ông đã chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên thực hiện chuyến thăm chính thức. Và trong suốt thời gian tái nhiệm thì ông có 4 lần đến Việt Nam. Và đây là điều mà không phải lãnh đạo của quốc gia nào cũng làm với con số như vậy. Phải chăng đây cũng chính là lý do mà người Việt vẫn nói rằng là cựu Thủ tướng Nhật Bản đã dành cho Việt Nam một tình cảm đặc biệt hiếm có, thưa ông? Vâng, thì đây cũng là trường hợp rất đặc biệt. Trong nhiệm kỳ có thể nói là kéo dài khoảng 10 năm thì đã có 4 lần ông thăm Việt Nam. Thế và rất nhiều lần tiếp xúc với lãnh đạo Việt Nam cấp cao nhất ở phía Nhật Bản với tư cách là chủ nhà. Thì tôi cũng phải nói là cái việc trao đổi những chuyến thăm cấp cao như thế để nó thể hiện cái tầm vóc của mối quan hệ song phương. Nó cũng thể hiện cái vai trò của Việt Nam nữa và cái lợi ích mà cái sự hợp tác song phương nó mang lại cho cả hai bên. Cho nên là nó mới có những cái sự thăm viếng thường xuyên như vậy. Và hơn nữa là vị trí của Việt Nam càng cao thì chúng ta là nơi tổ chức những cái hội nghị quốc tế rất lớn. Trong đó có hai lần là Ngài Thủ tướng Shinzo Abe thăm Việt Nam với tư cách là dự APEC vào năm 2006 và năm 2017. Thế và hai lần thăm chính thức. Thế và đặc biệt là năm 2012 ấy, thì sau khi quay lại làm Thủ tướng lần thứ hai đấy, thì ông chọn Việt Nam là đất nước đầu tiên để đến. Thì trong suốt 35 năm vừa qua gắn bó với lại Nhật Bản ấy, ở nhiều cái góc độ, từ là một nghiên cứu sinh, từ sau này là một đại biểu quốc hội, về sau này là có kể cả là làm hội hữu nghị, rồi là nghị sĩ hữu nghị, thì tôi tiếp xúc với rất nhiều các cái tầng lớp, từ những chính trị gia nổi tiếng cho đến những nghị sĩ quốc hội, những nhà khoa học, những doanh nghiệp, những người dân bình thường. Thì cũng phải nói thật là do tìm cũng có biết một kiến thức nhất định về văn hóa Nhật Bản, đặc biệt là về ngôn ngữ Nhật Bản, thì tôi sử dụng cũng khá thành thạo, có thể trao đổi trực tiếp với các cái tầng lớp từ chính trị gia cho đến người dân bình thường. Thì tôi đọc được trong cái suy nghĩ tình cảm của họ ấy, là họ rất trân trọng cái lịch sử và cái văn hóa của Việt Nam, nhất là cái tinh thần yêu nước và sự hy sinh của con người Việt Nam để bảo vệ tổ quốc của mình. Tôi nhớ là năm 2013 là kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản, thì ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có đọc một cái diễn văn ở khách sạn Mele Hà Nội này để kỷ niệm đấy. Ông có nhắc lại một cái hiện tượng lịch sử, cái là năm 1288, khi mà Trần Hưng Đạo chỉ huy cái trận đánh lần thứ ba phá tan cuộc xâm lược của quân Nguyên Mông. Thì theo lịch sử Nhật Bản biết được ấy, là kế hoạch là sau khi mà chiếm được Việt Nam thì cái quân Nguyên Mông sẽ sang chiếm Nhật Bản. Thế nhưng vì thất bại ở Việt Nam cho nên là phải từ bỏ cái dã tâm xâm lược Nhật Bản trong sau đó. Thế và người ta cho rằng người Việt Nam lúc đó thực sự đã cứu Nhật Bản thoát khỏi một cái cuộc xâm lăng của một cái lực lượng vô cùng hùng hậu và vô cùng mạnh mẽ. Thế và đây là người Nhật thì ta tự nói ra, một ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát ngôn nói ra như vậy để thấy rằng là trong cái tình cảm sâu lắng nhất, người ta vẫn rất là thân thiện với Việt Nam. Thế và ngay cả những khi là tôi nhớ là khi tôi sang Nhật Bản ấy, thì GDP của Việt Nam không được bằng, có lẽ không bằng một rất là nhỏ. Thí dụ như là năm 2004 thì GDP của Việt Nam khoảng 45 tỷ, thì lúc đấy ở Nhật Bản đã 4.000 tỷ.
Thế cho nên chúng ta biết như thế gấp trăm lần. Thế nhưng người ta không đánh giá tầm vóc của một dân tộc là theo cái tổng GDP hay là GDP bình quân đầu người. Người ta đánh, người ta nhìn vào Việt Nam là một dân tộc đang lên, cho nên Thăng Long rồng đang lên mà. Và nữa họ nhìn người Việt Nam rất là lạc quan. Thế họ thấy là dân tộc là trẻ và đi đâu cũng như là đang tìm kiếm, đang vươn đến một cái gì. Và họ rất là vui khi mà sang Việt Nam. Tôi thấy là từ chính khách cho đến người dân là họ mến mộ Việt Nam một cách chân thành. Tôi đọc được cái đó mà. Và tôi khi người ta nói chuyện với nhau, mình cũng nghe được là cái tình cảm nó hết sức chân thành. Hay là tôi nói ví dụ một cái lần tôi dẫn một đoàn nghị sĩ quốc hội thăm bệnh viện Bạch Mai để thăm một cái nhà mà do ODA của Nhật sử dụng để mà xây dựng một cái tòa nhà rất là hiện đại với thiết bị tốt, và người bệnh nhân đang điều trị ở đấy. Thì tôi mới nói với bà con bệnh nhân đấy, tôi bảo thưa các bác, các anh chị, là đây là đoàn nghị sĩ quốc hội Nhật Bản đang thăm bệnh viện. Thế mà cái tòa nhà chúng ta đang điều trị ở đây này là đây là cái tiền ODA giúp đỡ của Nhật Bản. Đấy, thì là mọi người vỗ tay rằng là tự nhiên thế. Những bệnh nhân kể cả mệt mỏi cũng giơ tay lên vẫy, rồi là người khỏe hơn thì vỗ tay. Đến lúc mà đoàn ra mọi người cứ vẫy tay theo này. Thế xong rồi có một ông nghị sĩ quốc hội, ông bảo tôi, ông bảo thế mà họ rất cảm động trước cái câu chuyện đó, một cái hiện thực như vậy. Thế họ nói câu là giúp đỡ một dân tộc như thế này cũng rất là đáng để giúp đỡ. Thế cho nên cái tình cảm nó rất là gắn bó giữa hai dân tộc, nó do là nó có cái sự tương đồng. Và chúng ta đã từng xem những bộ phim lịch sử, nhất là bộ phim Oshin, nói là số phận của người Nhật cũng đã từng rất là gian nan, nhưng mà ý chí của họ rất lớn. Thế thì người ta cũng rất là mến phục Việt Nam về cái ý chí, nhất là cái ý chí mà giữ gìn độc lập và tự do của Tổ quốc mình. Tất nhiên họ cũng mong muốn là người Việt Nam sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa trong lĩnh vực kinh tế, trong vấn đề nắm vững cái khoa học và công nghệ để sao mà trở thành một lực lượng lãnh đạo của các nước ASEAN. Đấy là những lời chúc của các bạn Nhật Bản đối với tôi, là mong cho Việt Nam, và họ tin là Việt Nam sẽ trở thành một trong quốc gia leader, lãnh đạo Đông Nam Á. Thì trong cái mối quan hệ Việt-Nhật ấy, thì nó được củng cố không phải chỉ quan hệ của nhà nước với nhà nước đâu, mà là quan hệ giữa quốc hội với quốc hội này, thì là quan hệ hữu nghị nhân dân. Thế và nó lan tỏa sang các lĩnh vực đời sống tinh thần, đời sống văn hóa và giao lưu nhân dân. Thí dụ như hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản của chúng tôi ấy, là hàng năm là tiếp rất nhiều đoàn nhân dân của Nhật Bản, và cũng đâu cũng thấm đượm một cái tình hữu nghị và sự cảm mến. Có những vị họ nói với tôi này, nghị sĩ quốc hội họ nói với tôi này, là tôi có lần ấy, là đi công tác xong thì tôi đã xếp sắp kế hoạch để đi Việt Nam, nhưng mà may quá là trước khi ra sân bay khoảng 2 tiếng đồng hồ tôi bảo chết rồi, tôi quên hộ chiếu. Vì tôi nghĩ đi Việt Nam thường xuyên và cứ như là đi ở trong nội địa. Và cũng cuối cùng may là một thú may là thông tin kịp để mang hộ chiếu ra và để bay đi Việt Nam. Đấy để nói lên là cái cảm nhận của ta rất là gần gũi và thân thiện. Vâng, những câu chuyện mà cho chúng ta thấy tình cảm của không chỉ là của chính phủ mà là còn là của nhân dân giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Và không chỉ tại Việt Nam hay Nhật Bản mà trên thế giới, chắc chắn sự ra đi của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ còn được nhắc đến rất nhiều trong những câu chuyện về sau này, với tầm ảnh hưởng mà ông đã tạo ra ở Nhật Bản cũng như trên toàn thế giới. Và ngày hôm nay rất là cảm ơn tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải đã tham gia chương trình ngày hôm nay của VTC Now và mang đến những câu chuyện rất thú vị. Cảm ơn MC Tiến Anh và cảm ơn các quý khán giả đã quan tâm và theo dõi chương trình. Xin chào. Vâng, một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.